chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy Brother có model là PTA550VK. Đây, mình sẽ mở ra và tiến hành in thử để các bạn xem về chất liệu in của nó với lại chất liệu của nhà in, cách tiến hành in. Đây, để tổng cái hộp là rất là chắc chắn. Đây là thân máy. Đây là có cái nút nhấn, mình nhấn cái này rồi mình mở ra. Mở nắp máy ra sau lưng ra. Đây là pin, pin của máy. Mình có thể ở trong này mình hoặc là mình có thể xài pin pin 3A. Đây. 1 2 3 4 5 6, 6 viên pin. Đây, mình để theo đúng chiều nha. Đây. Rồi. Phía trong máy là có một cái cuộn nhãn test, mình sẽ in test trên cái cuộn nhãn này. Các bạn xem ở đây là cái khay để nhãn để vào đây này. Rồi, ok, đã xong. Chỉ có một hướng để này thôi. Mình sẽ đóng nắp lại. Rồi. Đây đây là cái màn hình ngoài giao diện. Nhấn nút nguồn, mở nguồn lên. Đây, nó sẽ đầu tiên nó sẽ hiển thị ra cái giao diện để mình có thể đánh chữ. Đây mình có đánh, với lại trên này là có rất nhiều loại nhãn, các bạn có thể chọn chế độ nhãn nhãn để mà in phù hợp. Ví dụ như in đây là nhãn cờ này, để dán lên cái cấp điện hoặc là cấp quang gì đó, hay là để in để dán lên tài sản thì chọn những cái đó để phù hợp. Nên mình sẽ tiến hành in thử cho các bạn xem. Ví dụ như để mình đánh chữ nha, đánh chữ mình cái này có thể đánh bằng tiếng Việt, ví dụ như bàn Huyền cho Huyền nha, giống như B này, bàn ăn đó, ví dụ ấn xong rồi để in thì các bạn bấm vào nút này, nó đang in. Đây là in xong và tự động cắt cho mình có thể là như vậy, xong mình sẽ lột ra rồi dán lên đây. Lột ra. Xong mình dán lên cái tài sản mà mình cần. Dán lên tài sản của mình cần đó, rất là in rất là rõ đẹp. Đây là giờ mình sẽ in thử một cái kiểu nhãn cờ cho các bạn xem. Đây, nhãn cờ. Ví dụ như là mình sẽ in vào. Mình cùng in cái chữ này luôn nha. Đây, nó sẽ in ra được hai cái thì bắt đầu mình sẽ dán vào sợi dây điện, dán vào thế này. Ứng dụng đây là để ứng dụng trong cái ngành điện, các bạn xem có thể xem in là rất rất đẹp, với lại đặc biệt nhãn là ở trên cái nhãn này là được cán một lớp bóng lên đây, nó sẽ chịu được nước cũng không bị hư hay là ở nhiệt độ. Nhãn của Brother là một nhãn rất tốt, có thể nói là tốt nhất hiện nay, để ứng dụng được rất nhiều trong các điện lực hay là kho vận nhà máy. Thì đó là một số cái cách in đơn giản. Cái video sau mình sẽ là hướng dẫn các bạn có thể là nó có thể in bằng qua điện thoại rất là tiện lợi, cầm tay in bằng qua điện thoại hoặc là có thể in bằng laptop. Thì các bạn chú ý theo dõi ở cái video sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.